Trong chương trình này sẽ có những thông tin đáng chú ý sau đây. Nga trang bị đầu đạn nặng 800 kg cho tên lửa tập kích Ukraina. Tàu chiến Nga bị xuồng không người lái của Ukraina tấn công. Cách Ukraina có thể sử dụng F-16 và giải pháp khắc chế của Nga. Ngay bây giờ là nội dung chi tiết, mời quý vị theo dõi. Trang tin Defense Express của Ukraine ngày 30 tháng 3 công bố hình ảnh mảnh vỡ tên lửa hành trình tầm xa KH-101 Nga, nói rằng quả đạn bị bắn hạ trong cuộc không kích nhằm vào hạ tầng năng lượng của Kiev đêm 29 tháng 3. Trang tin này cho hay, đối phương tiếp tục hiện đại hóa tên lửa KH-101, trang bị cho nó đầu đạn nặng 800 kg, gần gấp đôi phiên bản nguyên gốc nặng 450 kg. Tuy nhiên, họ không tăng lượng thuốc nổ một cách đơn thuần mà đã sử dụng hai đầu đạn chiến đấu độc lập. Đây dường như là lần đầu Nga triển khai biến thể KH-101 mang đầu đạn kép để tấn công Ukraine. Kết quả phân tích sơ bộ cho thấy, đầu đạn cơ bản vẫn giữ nguyên, trong khi đầu đạn thứ hai được lắp những khối thép nhỏ hình lập phương. Thuốc nổ nhồi trong đầu đạn thứ hai có thể bắn những khối thép này ra khu vực rất rộng xung quanh điểm nổ, phá hủy hoặc gây hư hại nặng cho mục tiêu mềm, không có vỏ giáp trên phạm vi lớn. Nhà sản xuất Nga đã thu nhỏ kích thước khoang nhiên liệu của tên lửa KH101 để lấy chỗ lắp đầu nổ thứ hai. Điều này khiến tầm bay của nó bị suy giảm nhưng vẫn có thể tấn công toàn bộ mục tiêu trên lãnh thổ Ukraine. Các chuyên gia Ukraina nhận định, ngay cả khi tên lửa phóng từ vùng trời tỉnh Saratov, nó vẫn thừa đủ tầm để liên tục cơ động và đổi hướng bay nhằm gây khó khăn cho lực lượng phòng không trước khi tập kích miền Tây Ukraina Tên lửa hành trình KH-101 là vũ khí chủ lực của oanh tạc cơ chiến lược TU-95MS và TU-160. Mỗi quả đạn được trang bị hệ thống dẫn đường quán tính kết hợp với đầu dò quang điện tử, cũng như cập nhật vị trí và đường bay qua vệ tinh có khả năng đánh trúng mục tiêu trong vòng tròn 5 mét. Vadim Skibitsky, phó lãnh đạo Tổng cục Tình báo Quốc phòng Ukraine GUR, hồi tháng 1 nói rằng tên lửa hành trình KH-101 Nga sử dụng gần đây khác hoàn toàn so với phiên bản triển khai hồi năm 2022. Chúng được trang bị hệ thống tác chiến điện tử chủ động, mùi bẫy nhiệt và những thứ tương tự, ông nói. Trong khi đó, về phía Ukraine, theo các chuyên gia nhận định, Kiev đã đạt được bước ngoặt trong khả năng tác chiến điện tử sau khi phá hủy nhiều tên lửa của Nga. Các quan chức quân sự Ukraine cho biết nước này đã bắn hạ các tên lửa trên bằng cách sử dụng các biện pháp đối phó chủ động thông qua các phương tiện tác chiến điện tử. Đây là lần đầu tiên họ ngăn chặn được nhiều cuộc tấn công tên lửa của Nga bằng cách làm xáo trộn hệ thống định vị của họ. Viện nghiên cứu chiến tranh ISVK có trụ sở tại Washington nhận định, thông báo trên có lẽ phản ánh năng lực tác chiến điện tử của Ukraine, vốn thường được cho là có thể vô hiệu hóa các UAV của Nga, chứ không phải các hệ thống tên lửa. ISVK đánh giá, Nga và Ukraine đang trong một cuộc đua với việc Moscow thử nghiệm nhiều cách kết hợp cũng như nhiều loại tên lửa và UAV để tìm kiếm lỗ hổng trong các hệ thống phòng không, trong khi Ukraine đang nỗ lực để tăng cường khả năng bắn hạ UAV và tên lửa. kép nhận định chiến dịch tấn công của Nga nhằm vào Ukraine và sự thích nghi của Kiev nhằm đối phó với các đòn tấn công mới của Nga là một phần trong cuộc đua tấn công phòng thủ mang tính chiến thuật và công nghệ rộng hơn giữa tấn công tầm xa và năng lực phòng không. Các đơn vị tác chiến điện tử sử dụng các tín hiệu để can thiệp vào các hệ thống định vị của UAV và tên lửa trong nỗ lực vô hiệu hóa hoặc khiến chúng đi trạch hướng. Nga từ lâu đã có một chương trình tác chiến điện tử phức tạp và đã tiến bộ hơn trong việc vô hiệu hóa các tên lửa công nghệ cao của Ukraine do phương Tây cung cấp, trong đó có tên lửa HIMARS. Tuy nhiên, Ukraine dường như đang bắt kịp khi sử dụng các đơn vị tác chiến điện tử với mức độ thành công ngày càng tăng trong việc phòng thủ trước các cuộc tấn công tăng cường của Nga. Quan chức Ukraine tuyên bố các xuồng không người lái, CBB và Marmite của nước này đã tấn công 11 tàu chiến Nga và cảnh báo sẽ có thêm những cuộc tập kích trong thời gian tới. Ông Vasyl Maliak, giám đốc cơ quan an ninh Ukraine SSU, phát biểu trên kênh truyền hình của Ukraine, hãy để người Nga chờ đợi vụ nổ tiếp theo. Nếu Nga thay đổi biện pháp phòng thủ chống lại xuồng không người lái, chúng tôi sẽ đi trước họ một bước. Ông Maliak nói thêm, mọi thứ đều đến đúng thời điểm, bạn sẽ thấy mọi thứ. Phía Nga hiện chưa lên tiếng bình luận về thông tin ông Maliak công bố. Trước đó, Bộ Quốc phòng Ukraine ngày 26 tháng 3 cho hay, lực lượng nước này đã sử dụng tên lửa diệt hạm Neptune sản xuất nội địa để tấn công tàu đổ bộ Konstantin Onsansky. Nga tịch thu con tàu này cùng với phần lớn tài sản hải quân của Ukraine trong quá trình sắp nhập bán đảo Crimea vào năm 2014. Theo người phát ngôn hải quân Ukraine Dmytro Pletenchuk, trong nhiều năm, tàu Konstantin Onsansky đã neo đậu ở vịnh Sevastopol phía tây nam Crimea khi Nga tháo giữ nó để lấy các bộ phận. Nhưng cuối cùng Moscow đã quyết định khôi phục con tàu vì họ đã hết tàu đổ bộ. Ông Putin chắc cho rằng Nga đã lên kế hoạch sử dụng tàu đổ bộ Konstantin Onsansky để chống lại Ukraine. Báo Ukrainska Pravda cũng đưa tin Ukraine đã quyết định tấn công con tàu này bằng tên lửa Neptune. Nó chắc chắn đã bị hư hại, dù thế nào đi nữa, nó cũng chưa thể sẵn sàng chiến đấu. R-360 Neptune là tên lửa hành trình tầm xa do Cục Thiết kế Lux có trụ sở tại Kiev thiết kế. Ukraine được cho là đang nghiên cứu phiên bản nâng cấp của tên lửa này. Ukraine từng tuyên bố sử dụng tên lửa Neptune để tấn công các mục tiêu có giá trị cao của Nga, bao gồm cả tàu tuần dương tên lửa dẫn đường Moskva, xoáy hạm của hạm đội Biển Đen. Trong khi đó, Nga tuyên bố xoáy hạm Moskva bị chìm sau vụ hỏa hoạn do kho đạn trên tàu phát nổ. Bên cạnh đó, Ukraine cũng xác nhận nước này đã tiến hành một cuộc tấn công tên lửa quy mô lớn vào thành phố cảng Sevastopol, nơi đặt trụ sở của Hạm đội Biển Đen, đánh trúng hai tàu đổ bộ lớp Ropucha là Yaman và Azov, một trung tâm liên lạc hải quân và một số cơ sở hạ tầng khác. Các nhân chứng cho biết còi báo động không kích đã vang lên ở thành phố Sevastopol, nơi đặt trụ sở của Hạm đội Biển Đen cùng với việc phương tiện giao thông bị cấm đi lại trên cầu krum. Trên kênh Telegram ông Mikhail Rasvojev, lãnh đạo Sevastopol được Nga bổ nhiệm cho biết, Ukraine đã bắn nhiều tên lửa vào thành phố này và lực lượng phòng thủ mặt đất đã bắn hạ hơn 10 tên lửa. Theo ông Rasvojev, đây là vụ tập kích lớn nhất trong thời gian gần đây của Ukraine nhằm vào Crimea. Trung tâm truyền thông chiến lược của lực lượng vũ trang Ukraine Stratcom đưa tin, tính đến đầu tháng 2 năm 2024, 33% tàu chiến của hạm đội Biển Đen đã bị vô hiệu hóa, bao gồm 24 tàu và một tàu ngầm. Cơ quan tình báo quân sự Ukraine HUR cho biết khi kế hoạch của Ukraine chống lại hải quân Nga vẫn tiếp tục, nước này đang tái triển khai hạm đội biển đen từ Crimea đến vùng Novorossi tương đối an toàn. Thông tin trên trang web của hạm đội biển đen cho hay tàu Yaman với 98 thành viên thủy thủ đoàn và tàu Azov với 87 thành viên thủy thủ đoàn thuộc lữ đoàn tàu đổ bộ số 197. Trong một bài đăng trên mạng xã hội, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Anh Grant Shapps cho rằng kế hoạch quân sự của Nga ở Ukraine đang gây tổn thất lớn cho hạm đội biển đen của Moscow. Ukraine đã bù đắp cho việc thiếu lực lượng hải quân phù hợp bằng cách sử dụng tên lửa hành trình tầm xa, cụ thể là các biến thể Storm Shadow, Scarp eg do phương Tây cung cấp, và các tàu không người lái tự sát được sản xuất trong nước để tấn công hạm đội biển đen. Đánh giá của tình báo quốc phòng Anh cho rằng, Nga đã thiệt hại 1 phần 3 hạm đội biển đen và buộc phải chuyển một số tàu chiến khỏi Crimea đến gần lục địa Nga hơn để tránh bị tổn thất. Dự kiến vào tháng 7 tới, Ukraine sẽ nhận khoảng 6 máy bay F-16 đầu tiên trong số 45 chiếc mà các nước phương Tây đã cam kết cung cấp. Việc bàn giao bị trì hoãn do thời gian đào tạo phi công kéo dài hơn kế hoạch và những khó khăn trong việc tìm căn cứ phù hợp cho loại tiêm kích này. Trong chuyến thăm các phi công quân sự ở Tver vừa qua, Tổng thống Nga Putin tuyên bố Nga sẽ bắn hạ F-16 giống như đã tiêu diệt xe tăng, xe bọc thép và các thiết bị khác, bao gồm cả bệ phóng tên lửa. Ông Putin cũng nhấn mạnh Nga cần phải tính đến khả năng F-16 mang vũ khí hạt nhân. Các nhà phân tích quân sự đã nhiều lần cảnh báo về những nguy hiểm mà các phi công Ukraine sẽ phải đối mặt khi điều khiển máy bay F-16 chống lại Nga. Nikolai Borykhin, chuyên gia quân sự hàng đầu về lĩnh vực hàng không của Nga, đồng tình với đánh giá của Tổng thống Putin về số phận những chiếc F-16 có thể gặp phải nếu chúng được đưa đến Ukraine. Ông nói với Sputnik, chúng không có thể thay đổi bất cứ điều gì vì những loại máy bay này đã khá cũ. Nó đã rất quen thuộc với Nga, các phương tiện tác chiến điện tử mà nó sử dụng đều không có gì xa lạ. Nga có một loạt vũ khí chống lại nó, cả không đối không và đất đối không. Các vũ khí không đối không mà Nga có thể sử dụng để đối phó F16 bao gồm tên lửa tầm ngắn R73 và R77, tầm bắn từ 40 đến 160 km. Tên lửa tầm trung R27, tầm bắn lên tới 170 km. Tên lửa tầm xa tầm bắn R33, biến thể mới nhất có thể bay tới 304 km và tên lửa siêu thanh ngoài tầm nhìn R37 tầm bắn từ 150 đến 400 km, tốc độ tối đa m 6. Hệ thống phòng thủ trên mặt đất của Nga có tên lửa dẫn đường hồng ngoại 9K333 V3, tầm bắn tối đa 4,5 km. Tên lửa siêu thanh 2 tầng dẫn đường bằng laser 9M337, Sosnar, tầm bắn tối đa 10 km. Hệ thống Panzer, tầm bắn 20 km khi sử dụng tên lửa Hermes K và 57E6. Hệ thống tên lửa di động 2K12 Coupe, tầm bắn lên tới 25 km Ngoài ra cũng phải kể đến các hệ thống tên lửa S200, S300, S350, S400 và S500. Các hệ thống này có thể phóng tên lửa bắn trúng mục tiêu cách xa từ 200 đến 600 km, vượt tầm bắn của bất kỳ loại vũ khí hiện có nào trên F16. Ông Butrykhy nói, các lực lượng của Nga đều có tên lửa với tầm bắn cũng không kém gì tên lửa không đối không của F16. Nga có các tổ hợp trên mặt đất, thậm chí cả tổ hợp S200 cũ cũng có thể dễ dàng tấn công F16, chứ chưa nói đến S300, S400 hiện đại hơn và các hệ thống khác như các biến thể của hệ thống Bắc. Ông Badrykhin nói thêm, nói cách khác, Nga có rất nhiều hệ thống phòng không có khả năng bắn hạ một số lượng đáng kể những máy bay này, ngay cả khi chúng tấn công đồng thời. Theo ông Badrykhin, mối đe dọa thực tế duy nhất mà F-16 có thể gây ra cho Nga là nó được sử dụng như một phương tiện mang tên lửa thực hiện nhiệm vụ cảm tử. Theo ông, để chống lại mối đe dọa này, lực lượng phòng không và không quân Nga sẽ phải theo dõi các máy bay F-16 ngay từ thời điểm nó cất cánh và khi chúng đạt được độ cao thích hợp, thông thường là trên 3.000 đối với những lo ngại mà Tổng thống Putin và trước đó là Ngoại trưởng Sergei Lavrov bày tỏ rằng F-16 có khả năng mang vũ khí hạt nhân. Ông Bodrykin cho hay, thực tế đúng là như vậy. Tuy nhiên, Kiev và các nước phương Tây sẽ không làm như vậy vì điều đó có thể khiến cuộc khủng hoảng Ukraine gia tăng căng thẳng thành xung đột trực tiếp Nga-NATO và khiến Moscow phải phản ứng tương xứng.